Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Mazda BT50 nó cũng giống như là Ford Ranger. Khung gầm, thân vỏ, máy móc đều như nhau và cũng được chia các phiên bản như nhau, phiên bản 2.2 này, phiên bản 3.2 này. Ở phiên bản 2.2 thì có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, có phiên bản 1 cầu hay là phiên bản 2 cầu. Thì chiếc xe ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe Mazda BT50 ở phiên bản 2.2 số tự động 1 cầu quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, nhập khẩu về Việt Nam là 2017, đăng ký từ năm 2017. Chiếc xe này mới lăn bánh chuẩn 10 vạn km quý bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn theo dõi kênh YouTube của tôi thì hôm trước tôi cũng đã đăng cái video mà tôi mua tại chỗ gặp làm việc trực tiếp với chủ xe để cho quý bạn thấy được là cái đồng hồ là tôi không tua nhé. 10 vạn chuẩn quý bạn nhé. Đấy, cái đồng hồ nguyên bản của xe mà tôi không tua thế nào ạ. Mua như nào là tôi đem ra tôi bán như thế vậy ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị bạn, ở chiếc xe Mazda BT50 này đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ xịn, những cái đồ đắt tiền ạ. Tôi ví dụ như là toàn bộ đầu DVD, màn hình, loa của Pioneer rất là đắt tiền và rất là xịn, nghe rất là hay quý bạn nhé. Và chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm cả camera sườn, camera lùi và cảm biến lùi, nắp thùng thấp nhé, độ thêm rất là nhiều đồ và rất nhiều tiền vào chiếc xe này quý bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 2017 đã lăn bánh 10 vạn km này rồi nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2017 lăn bánh 10 vạn km này các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 458 triệu đồng quý vị và các bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán sau, tức là trả góp quý bạn nha. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.